Hello anh em ha, xin chào tất cả anh em ơi chim. Em là Hòn Khao GoPlay đây anh em. Em cũng có mới qua bên chỗ anh Chim Cảnh Minh Tâm á anh em. Em mua con Hoàng Anh này ha, anh giảm giá thì mình mua để dành một con mình chơi ha. Với lại mình cũng có cái quay clip cho anh em ha. Thì con này ha, là em mua của anh cũng khá rẻ thôi anh em, không có mắc đâu. Thì cái dòng chim Hoàng Anh này á, thứ nhất là dòng chim màu sắc đẹp đó, và hót hay, cũng khá là dễ nuôi, ăn sâu dế là trái cây chuối thăng long đu đủ đó. Thì cái con này là con phiền nha anh em, phiền cống ha. Nói chung là chim cũng hơi ốm, thì giờ về lúc về là em cho ăn chuối này, ăn sâu trong cống này, rồi dế nữa đó, dế em bỏ dưới đáy lồng như thế này để cho chim nó ăn cho nó khỏe nha anh em nha. Anh em đừng có vội tập cám nó rồi chim nó suy, chim nó chết nó đi đấy. Thì đối với cái dòng chim Hoàng Anh này á, em thấy á, thứ nhất là màu sắc nó rất là đẹp, thứ hai là nó hót rất là hay đó. Thì để khi nào em sưu tầm thêm cái con á, Vàng Anh đầu đen nữa ha, thì cái dòng chim này á nó cũng không còn lại gì với anh em nữa ha. Trên YouTube á, nó sẽ có những cái clip hót của dòng chim này đó. Con này là con chiền nha anh em ha, khi mà nó ra lông chim mũi thì nó vàng, nó đẹp luôn đó. Thì cái con chim này em sẽ nuôi 3 đến 4 ngày em tụ áo lồng lại đó, em cho chuối, cho dế, cho sâu, cho nước để cho chim nó ăn uống khỏe mạnh. Thì sau 4 ngày thì chim khỏe mạnh rồi, thấy chim nó khỏe mạnh rồi thì em sẽ bắt đầu vô cám. Thì cái dòng chim Hoàng Anh này vô cám nó rất là dễ đúng không anh em, tại vì nó ăn chuối mà, chỉ cần bớt chuối với lại cám chung với nhau là nó ăn thôi đó, nó rất là dễ luôn. Thì đợt này chim nó rẻ thì anh em nên thích những con chim gì thì anh em mua được những con chim giá tốt, giờ mình mua mình canh cho vui anh em ha đó. Thì nếu như anh em thấy clip hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ và xem clip em đến phút này. Đó, cảm ơn anh em nhiều nha. Bye bye anh em.